Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là chiều thứ tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng giảm nhẹ, hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.701,64 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.697 đô la Mỹ trên một ounce và mức cao nhất là 1.705,07 đô la Mỹ trên ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ hiện tại thì vẫn trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,25%, giao dịch quanh ngưỡng 109,735 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,45%, giao dịch quanh ngưỡng 20.200 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại thì giao dịch quanh mức 3,410% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm hiện tại là 0,75%. Trong phiên chiều nay theo giờ Việt Nam thì mỗi thùng dầu thô đang giao dịch ở mức 86,900 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm mạnh sau khi giá tiêu dùng tháng 8 năm 2022 của Mỹ bất ngờ tăng cao, củng cố cho đợt nâng lãi suất cao từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Những thông tin này thì chúng tôi cũng đã từng cung cấp tới quý vị và các bạn ở những bản tin trước đó. Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số CPI của nước này đã tăng 0,1% trong tháng 8 sau khi mà không thay đổi trong tháng 7 năm 2022. Các nhà kinh tế trước đó dự đoán một mức giảm là 0,1%. Báo cáo cho biết lạm phát hàng năm đã tăng 8,3% vào tháng trước, cao hơn ước tính trước đó của các nhà kinh tế là tăng 8,1%. Chỉ số CPI lõi không gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng mạnh 0,6% trong tháng trước, theo năm thì lạm phát lõi tăng 6,3%. Trước đó thì các chuyên gia tham gia khảo sát của Dow Jones dự báo CPI toàn phần giảm 0,1%, trong khi CPI cơ bản tăng 0,3%. Với dữ liệu này thì đã đập tan mọi hy vọng và làm gia tăng khả năng Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất là 0,75% trong kỳ họp tới đây, thậm chí có khả năng sẽ nâng lên 1%. Mặt hàng kim loại quý đã phải giảm giá do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cao hơn dự kiến, nên giới phân tích nhận định với mức nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản hiện đã được xác nhận chắc chắn. Chính điều này đã củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ đang tăng và có thể tiếp tục sẽ gây sức ép lên thị trường vàng. Đồng đô la Mỹ trên thế giới tăng mạnh trở lại sau khi mà lạm phát tháng 8 của Mỹ vẫn gia tăng, trái ngược với dự báo của nhiều chuyên gia trước đó. Vì thế mà giá vàng được dự báo có khả năng sẽ dao động trong phạm vi từ 1.690 cho đến 1.700 đô la Mỹ trên một ounce trong ngắn hạn. Và đồng đô la Mỹ khó có thể tạo ra mức cao mới trừ khi mà thị trường ghi nhận một kết quả diều hâu hơn nữa từ Fed vào tuần tới. Mặc dù vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao hơn sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Với mức giá thời điểm này là 1.700 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới tương đương khoảng 48,5 triệu đồng trên lượng. Như vậy vẫn thấp hơn giá vàng SJC trong nước rơi vào khoảng hơn 18 triệu đồng trên lượng và thấp hơn giá vàng trang sức khoảng 3 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới giảm rất mạnh, mức giảm của thị trường vàng thế giới nếu quy đổi ra tiền Việt Nam rơi vào khoảng 850.000 đồng trên một lượng. Tuy nhiên thì với thị trường vàng trong nước dường như là không biến động theo xu hướng mới nhất của thị trường vàng thế giới, do đó mà chỉ quay đầu giảm trong khoảng từ 150.000 cho đến 350.000 đồng trên mỗi lượng. Cụ thể, với tập đoàn Doji niêm yết giá vàng ở mức 65,80 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 66,80 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra, như vậy là giảm 350.000 đồng trên lượng tại chiều mua vào và giảm 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra so với phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Còn với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,05 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 66,85 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra, giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối ngày hôm qua. Và do sự điều chỉnh giảm không tương xứng với thị trường vàng thế giới, do đó mà khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường vàng thế giới và trong nước ngày được giãn rộng ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Nhìn chung thì ở điểm này giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác hầu như là không có nhiều biến động về giá so với thời điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và hiện tại thì cũng chỉ duy trì đà giảm khá mạnh trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.605.000, bán ra 6.685.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.605.000, bán ra 6.687.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.615.000, bán ra 6.675.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000, giảm 35.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.605.000, bán ra 6.678.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.675.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.570.000, bán ra 6.670.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000, giảm 35.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.605.000, bán ra 6.687.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì đà giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.605.000, bán ra 6.687.000. SJC Huế mua vào 6.602.000, bán ra 6.688.000. SJC Bình Phước mua vào 6.603.000, bán ra 6.687.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.605.000, bán ra 6.685.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.607.000, bán ra 6.690.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.605.000, bán ra 6.687.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.603.000, bán ra 6.687.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại vẫn duy trì đà giảm mạnh trong khoảng từ 166.000 cho đến 400.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 16.600 cho đến 40.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.070.000, bán ra 5.160.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.060.000, bán ra 5.120.000. Giảm 40.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 24K mua vào 4.939.3 nghìn, bán ra 5.069.3 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.655.4 nghìn, bán ra 3.855.4 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.800.3 nghìn, bán ra 3.000.3 nghìn. Vàng 10K mua vào 1.950.3 nghìn, bán ra 2.150.3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.